tuần phim ASEAN 2020 với sự tham gia của các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Các nước sẽ mang đến nhiều tác phẩm điện ảnh mới và hấp dẫn cho khán giả yêu thích nghệ thuật điện ảnh. 9 bộ phim của 9 quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có 8 phim truyện và 1 phim hoạt hình, sẽ được trình chiếu miễn phí gồm Nghìn lần hóa thân của Rangau của Brunei, Tình yêu non dại đến từ Campuchia, Aruna và khẩu vị yêu thích của Indonesia, Hết đát của nước Lào, bộ phim về Ejen Ali của Malaysia, Những người phụ nữ của dòng sông khóc than đến từ Philippines, Những đứa trẻ kinh kịch của Singapore, Tình yêu hay tiền tỷ của Thái Lan và cuối cùng Hạnh phúc của mẹ từ nước chủ nhà Việt Nam. Trong đó bộ phim truyện Việt Nam Hạnh phúc của mẹ được chọn để mở đầu cho tuần lễ chào mừng. Ngay trong ngày đầu công chiếu tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau đến rạp. Dạ thì trước đây thì em là mới chỉ xem phim Việt Nam thôi, hoặc là xem phim Mỹ, phim Trung Quốc. Chứ còn mấy nước ASEAN như là Brunei hay là Malaysia thì em cũng chưa từng xem. Em thấy rất là hay là kiểu có cơ hội xong rồi mình cũng biết được là kiểu con người ta như thế nào, văn hóa người ta như thế nào. Rất là háo hức vì là rất là muốn biết là các cái nền văn hóa nghệ thuật của các nước khác trong cái khối ASEAN của mình đấy. Thí dụ như là Campuchia, Lào hoặc là Singapore, Malaysia. Các tác phẩm điện ảnh mới của các nước ASEAN hứa hẹn sẽ tạo nên không gian văn hóa hấp dẫn để mỗi người dân ASEAN, bạn bè quốc tế có thể hiểu hơn về khu vực này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các buổi chiếu phim bắt đầu từ lúc 18 giờ đến 20 giờ các ngày, từ hôm nay đến ngày 26 tháng 7 tại phòng chiếu số 2, cụm rạp CineStar, số 135 đường Hai Bà Trưng, quận 1. Vé xem phim được phát miễn phí tại địa điểm chiếu phim.